Xin chào toàn thể anh em yêu mộc hương trên cả nước nhá. Nay em nên cho anh em cái lô mộc hương ta xịn sò, cây rất là đẹp. Loại này thì nó có cao được cỡ độ tầm 1,5 m đến 1,7 m. Thêm đợt nộc nữa thì nó phải lên tầm 1,8 m, 1,9 m đấy. Cây thoát rất là đẹp. Toàn hàng một thân thôi. Thoát từ 40 đến 60. Cây vanh gốc dao động từ 7 đến 10. Rất là đẹp, cây rất là đẹp mọi người ạ. Cây khỏe đẹp lắm. Sang tháng rồi là cây là hoa nó sẽ nở rất là nhiều và thơm rồi. Đây em còn có vài luống đây. Mọi người mà đặt mộc này thì cứ alo cho bên em nhé. Xỉ lẻ toàn quốc luôn. Bên em giao toàn quốc, nhận cây, kiểm tra cây, thanh toán tại nhà. Đấy mọi người mà đặt thì cứ inbox hoặc là alo trực tiếp cho bên em qua số điện thoại 0862153156 cả nhà nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây cây đẹp lắm này mọi người này. Toàn về một thân thoát đẹp rực rỡ luôn. Thoát từ 40 đến 60 mọi người nhé. Vành gốc dao động từ 7 đến 9. Bật thêm một đợt độc nữa là phải lên được 1,8 m, 1,9 m đấy.